Những năm gần đây, đặc sản vải trứng Hưng Yên được đông đảo người tiêu dùng gần xa biết đến và yêu thích. Hiện các hộ dân trồng vải trứng đang phấn khởi thu hoạch vụ vải vừa được mùa, vừa được giá. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tìm hiểu về loại đặc sản này. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi mùa vải đến thì những quả vải trứng Hưng Yên to, tròn và chín đỏ như thế này luôn được rất nhiều người săn tìm. Hiện tôi đang có mặt tại vườn vải của gia đình chú Lê Đình Nhàn ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, nơi được coi là thủ phủ của vùng trồng vải trứng Hưng Yên. Trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với gia đình nhà chú Nhàn trong một buổi thu hoạch vải trứng Hưng Yên nhé. Xin chào chú Nhàn ạ. Vâng, thưa chú là hôm nay thì gia đình nhà mình đang thu hoạch vải để cho một cái đơn hàng nào đấy ạ? Hôm nay gia đình chúng tôi là tiến hành thu hoạch vải theo cái đơn hàng của Ủy ban nhân dân xã đã ký hợp đồng với lại các nhà vườn và các thành viên của hợp tác xã quyết tiến. Thời điểm này thì thu hoạch được khoảng bao nhiêu phần trăm? Đến hôm nay nữa thì cũng khoảng 50% sản lượng. Dự kiến thu hoạch từ nay đến khoảng tầm 16, 17 âm thì là sẽ tiến hành thu hoạch xong. Giá năm nay đầu vụ người ta đòi 120, 130 mà vải tròn nọc thì người ta đòi 150. Nhưng mà chúng tôi ký hợp đồng với Ủy ban dân huyện cũng như là các cái sở ban ngành ấy thì thường thường là chung quanh giá 100. Đây xin giới thiệu với cháu này. Đây là chùm vải mà chưa thu hoạch, nhìn màu quả và sờ gai, gai nó còn sắc thì chưa thể thu hoạch, mà gai nó bắt đầu nó mờ đi một chút thì nó đỡ sắc hơn thì chúng ta sẽ đến ngày thu hoạch thì bảo đảm chất lượng. Và hai nữa, đặc trưng của cây vải trứng thì đối với cây vải càng già thì quả nó sẽ không to bằng cây vải non, nhưng về mặt chất lượng thì nó sẽ tăng hơn so với cây vải non. Nhiều người là cứ ép chúng tôi chảy theo ngày giờ của các vị, nhưng mà thực tâm thì nhà vườn chúng tôi là muốn chảy là chảy theo cái chất lượng của quả vải khi xuất ra. Chúng ta nhìn thấy cái chùm này thì khoảng một tuần nữa chúng tôi mới thu hoạch được. Việc chăm sóc cây vải trứng này thì như thế nào hả chú? Cây vải trứng Hưng Yên thì chúng tôi vẫn nói đùa thì cây này là cây như một người con gái rất là đẹp, nhưng đồng đảnh và rất khó tính. Nhưng hiện giờ nông dân chúng tôi thì đã bước đầu làm chủ được chăm sóc và cho đậu hoa kết trái. Đấy là một phần công lao của các nhà khoa học cùng xuống với nông dân, cùng với chúng tôi để mà nghiên cứu và chăm sóc cho nó đạt hiệu quả. Khi mà được thu hoạch thì chất lượng và mẫu mã nó phải như thế nào? Đây là sọt vải đã bảo đảm tiêu chuẩn để đóng hàng. Đây là những quả vải là bảo đảm độ chín coi như đủ tiêu chuẩn để xuất đi theo hợp đồng. Tất cả chùm là chín đều. Đặc trưng của quả vải thì khi bóc là chúng ta sờ là nó không có nước như các loại vải khác, rất là trong và rất là khô tay, cùi rất là dày, độ đường và độ vitamin nó rất là cao. Năm nào tôi cũng mua vải ở đây để đi tặng bạn ở trong Nam, ở trên Hà Nội đấy, mà mình phải đặt trước chứ không phải là mình đến mình có đâu. Chất lượng của nó thì là rất thơm ngon và ngọt, tôi rất thích vải này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đã có một buổi trải nghiệm thu hoạch vải rất thú vị cùng với gia đình chú Nhàn. Mời quý vị và các bạn hãy một lần đến với vùng trồng vải trứng Hưng Yên để được trải nghiệm và thưởng thức những quả vải thơm ngon ngay tại vườn và để cảm nhận thực tế sâu sắc hơn về quả vải đặc sản của quê hương Hưng Yên nhé.